Thưa quý vị, ghi nhận giá lợn hơi hôm nay trên cả ba miền tiếp tục giảm từ 1 tới 3 ngàn đồng 1 kg so với ngày hôm qua. Hiện giá lợn hơi được thu mua trong khoảng 74 tới 79 ngàn đồng 1 kg. Giá lợn hơi tại miền Bắc, cụ thể tại tỉnh Tuyên Quang, giá lợn hơi hôm nay báo giảm 2.000 đồng 1 kg xuống mức 77.000 đồng 1 kg. Tại tỉnh Thái Bình, giá lợn hơi giảm nhẹ 1.000 đồng 1 kg xuống 77.000 đồng 1 kg. Các địa phương còn lại không thay đổi. Tại tỉnh Hưng Yên, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Ninh Bình, giá lợn hơi cũng được thu mua với mức 78 đến 79.000 đồng 1 kg. Giá lợn hơi tại miền Trung Tây Nguyên dao động trong khoảng từ 74 đến 77.000 đồng 1 kg. Cụ thể, tại tỉnh Bình Định, giá lợn hơi giảm mạnh 3.000 đồng 1 kg xuống 75.000 đồng 1 kg. Tại tỉnh Khánh Hòa, Bình Thuận, giá lợn hơi hôm nay đồng loạt giảm 2.000 đồng 1 kg xuống mức 76.000 đồng 1 kg. Các địa phương như Thanh Hóa, Nghệ An, Đắk Lắk, Hà Tĩnh, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Lâm Đồng, Ninh Thuận, giá lợn ở mức từ 76 đến 77.000 đồng 1 kg. Giá lợn hơi tại miền Nam dao động trong khoảng từ 76.000 đồng đến 79.000 đồng 1 kg. Cụ thể, tại tỉnh Bình Phước, Kiên Giang, Sóc Trăng, giá lợn hơi hôm nay giảm nhẹ 1.000 đồng 1 kg xuống mức 78.000 đồng 1 kg. Tại tỉnh Cà Mau, Kiên Giang, Cần Thơ, Tây Ninh, Bạc Liêu, giá lợn hơi hôm nay được thu mua với mức từ 76 đến 77.000 đồng 1 kg. Không chỉ giá lợn mà giá gia cầm ghi nhận ngày hôm nay tại một số chợ gà công nghiệp có dấu hiệu giảm. Giá vịt thịt ở các miền vẫn đang chững ở mức khá thấp, trong khi đó thì nhiều doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi vừa điều chỉnh tăng giá bán sản phẩm, khiến người nuôi lại thêm gánh nặng gánh. Sau nhiều ngày liên tục giảm giá, giá vịt thịt hôm nay ở các vùng miền Nam có nơi chỉ còn 30.000 đồng 1 kg. Giá vịt bơ Grimau bán buôn ở Bình Phước, Đồng Nai dao động trên dưới 33.000 đồng 1 kg. Có nơi vịt sai trên 3 kg một con chỉ bán được 30.000 đồng 1 kg. Giá vịt Hòa Lan bán ở Bình Dương, Long An chỉ được 45 đến 50.000 đồng một con. Tại các vùng miền Bắc, giá vịt bầu lai, vịt bơ giao dịch tại trại ở Bắc Giang, Hưng Yên, Hải Dương chỉ còn từ 33 đến 36.000 đồng 1 kg. Giá vịt bơ có trại ở Hà Nam, Ninh Bình bán buôn cho thương lái chỉ được 32.000 đồng 1 kg. Trong khi đó, giá gà công nghiệp có dấu hiệu giảm giá. Tại các vùng miền Bắc có nơi đã giảm trên dưới 500 đến 1.000 đồng 1 kg. Giá gà lông trắng loại đẹp trên 3,4 kg một con bán ở trại tại Thái Nguyên, Bắc Giang còn khoảng 32.000 đến 32.500 đồng 1 kg. Giá gà trắng tại các vùng phía Nam còn trên dưới 25.000 đồng 1 kg tùy loại to nhỏ. Giá gà ta lai nuôi nhốt trên 3 đến 4 tháng bán buôn ở các trại tại các vùng miền Bắc cao nhất mới được trên 60.000 đồng 1 kg. Tại các vùng phía Nam, giá gà nội thả vườn có vùng ở Đồng Nai chỉ bán được trên 65.000 đồng 1 kg. Giá gà Minh Dư 2 bán buôn ở trại tại Bình Dương trên dưới 60.000 đồng 1 kg. Thưa quý vị, dâu tây là loại quả có giá khá đắt đỏ và được người tiêu dùng ưa chuộng không chỉ bởi vẻ ngoài bắt mắt mà còn do chứa hàm lượng cao các vitamin, chất chống oxy hóa và các thành phần dinh dưỡng quan trọng tốt cho sức khỏe. Đặc biệt dâu tây Mộc Châu năm nay được mùa khi hầu hết cho ra nhiều quả đỏ căng mọng, đặc biệt là giá rẻ hơn rất nhiều so với những loại khác trên thị trường. Thời điểm này dâu tây Mộc Châu đang vào chính vụ. Những năm trước giá dâu tây tại vườn loại đẹp từ 12 đến 14 quả 1 kg phải từ 300.000 đồng 1 kg trở lên, nhưng năm nay chỉ dao động từ 200 tới 230.000 đồng 1 kg. Quả dâu tây Mộc Châu có màu đỏ tươi, mọng nước, mềm hơn, núm sát vào quả, thậm chí tụt cả vào trong. Khi bổ đôi quả dâu Mộc Châu sẽ có phần thịt quả màu đỏ nhạt, ăn có vị ngọt đậm kèm chua thanh, đồng thời có mùi rất thơm. Thưa quý vị, hàng năm cứ vào tháng 1 thì các vùng trồng hồ tiêu bắt đầu thu hoạch, đến tháng 3 sẽ kết thúc. Hiện người nông dân đang trong giai đoạn thu hoạch rộ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Trong những ngày vừa qua, giá hồ tiêu trên thị trường nội địa liên tục tăng mạnh, nhưng nông dân không vội bán ra. Các thị trường chính xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam lần lượt là Hoa Kỳ, Ấn Độ, Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Đức, Pakistan và Hà Lan. Việt Nam đang nắm khoảng 60% lượng hạt tiêu hàng hóa của thị trường hồ tiêu toàn cầu và sẽ chi phối đến giá cả hồ tiêu trên thị trường. Hiện các vùng trồng tiêu trọng điểm đang thu hoạch rộ, giá tiêu trên thị trường đã tăng lên gần 90.000 đồng 1 kg và có nhiều dự đoán sẽ chạm mốc 100.000 đồng 1 kg. Năm nay tiêu Việt Nam được mùa lớn, giá hồ tiêu nhưng trên thị trường giá vẫn tăng do người nông dân đang điều tiết tốt giá trên thị trường.
Sản lượng hạt tiêu toàn cầu năm 2022 được dự báo sẽ đạt khoảng 533.000 tấn, giảm nhẹ so với mức 538.000 tấn của năm 2021. Sản lượng của Việt Nam dự kiến đạt trên 200.000 tấn, giảm từ 10 đến 15%. Sản lượng của Ấn Độ ước đạt 60.000 tấn, Indonesia là 50.000 tấn, Brazil lên mức 105.000 tấn, tăng từ 10 đến 15%. Trong khi đó, giá cà phê hôm nay dao động trong khoảng 40.800 đến 41.400 đồng một kg. Trong 6 ngày qua, thị trường cà phê nhìn chung có xu hướng đi xuống. Các tỉnh thành ghi nhận mức giảm 100 đồng một kg so với đầu tuần. Cụ thể, cà phê tại huyện Di Linh, Bảo Lộc và Lâm Hà của tỉnh Lâm Đồng hôm nay đang thu mua ở giá 40.800 đồng một kg. Tại huyện Cư Mờ Ga, Đắk Lắk, giá cà phê hôm nay giữ ở mức 41.400 đồng một kg. Tại huyện Ea Hờ Leo, Đắk Lắk và Buôn Hồ, Đắk Lắk, giá cà phê hiện giữ ở mức 41.300 đồng một kg. Tại Gia Nghĩa và Đắk Lấp của tỉnh Đắk Nông, giá cà phê hôm nay lần lượt thu mua ở mức 41.300 và 41.200 đồng một kg. Giá cà phê hôm nay tại Chư Prong, tỉnh Gia Lai đang ở mức 41.300 đồng một kg, ở Pleiku và La Grai cùng mức 41.200 đồng một kg. Còn giá cà phê tại tỉnh Kon Tum đang thu mua với mức 41.300 đồng một kg. Thưa quý vị, chi phí cho nhiên liệu chiếm đến hơn 50% chi phí mỗi chuyến biển. Do vậy, giá xăng dầu tăng ở thời điểm mở biển đầu năm Nhâm Dần 2022 đẩy ngư dân Bà Rịa Vũng Tàu vào tình cảnh khó khăn. Và càng khó khăn hơn nữa vì không chỉ có xăng dầu tăng mà giá ngư trường còn cạn kiệt, trong khi giá các loại hải sản lại không tăng. Với những khó khăn chồng chất, nhiều tàu cá Bà Rịa Vũng Tàu hiện vẫn nằm bờ dù đang là mùa đánh bắt. Nhiều cảng cá giờ đây cũng không còn tấp nập như trước. Đầu năm 2022, bình quân mỗi chuyến biển, ngư dân phải tăng thêm chi phí 20-25% so với cùng kỳ năm 2021. Sau những khó khăn vì đại dịch, lại thêm khó khăn vì giá nhiên liệu tăng không ngừng. Đầu năm 2022 đến nay, xăng, dầu đã 3 lần điều chỉnh tăng giá, ngư dân chẳng mấy mặn mà ra biển. Lượng tàu cá Bà Rịa Vũng Tàu nằm bờ ngày càng tăng. Từ cái ngày mà giá xăng dầu nó lên giờ thì tính ra cái thu nhập thì nó không có khả quan lắm. Cho nên ngư dân chúng tôi thì rất gặp nhiều khó khăn. Chi phí nó nặng, đánh bắt vô thì cái mức hải sản bán không được cao. Thành thử ra là ngư dân của chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn. Thì cái giá thứ nhất về giá xăng dầu nó tăng thì bà con ta cũng là rất là khổ. Mà khi đánh bắt ra ngoài đánh bắt thì cái lượng hải sản bây giờ nó khan hiếm so với lại những năm về trước. Xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền có lượng phương tiện đánh bắt xa bờ rất lớn, 860 tàu. Đến nay 35% số tàu vẫn nằm bờ. Theo tính toán của ngư dân, chi phí nhiên liệu tăng trong khi giá hải sản không ổn định, càng ra khơi càng lỗ, tàu cá nằm bờ, cảng cá giờ cũng điều hưu, khác hẳn không khí sôi động những năm trước. Chắc dự định chắc cũng chưa đâu. Dầu mỡ đây chắc cũng chừng nào mà nó hạ xuống có 16 đô lại là mới dám đi được. Chứ còn bây giờ ra cái quýnh toàn lỗ không à. Vô thì có chiếc thì làm được thì vô đủ tiền bạc. Còn dầu mỡ lên đây thì bây giờ nằm bờ nhiều luôn. Theo thống kê từ Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Bà Rịa Vũng Tàu, toàn tỉnh có 5.771 tàu cá, trong đó có hơn 50% tàu cá đánh bắt xa bờ, 1/3 phương tiện tương đương hàng trăm tàu cá đang nằm bờ, kéo theo hàng ngàn lao động nghề biển không có thu nhập, hoặc giảm chuyến, giảm thời gian, giảm thu nhập. Trước những khó khăn chồng chất, đại bộ phận ngư dân mong mỏi cơ quan chức năng có chính sách bình ổn, trợ giá xăng dầu, tạo điều kiện cho ngư dân tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi, như một cách tiếp thêm động lực cho ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển. Thưa quý vị, vừa rồi là những tin tức về tình hình sản xuất nông nghiệp mà chúng tôi mới cập nhật. Ngay sau đây là những tin tức về thị trường nông sản đáng chú ý với sự trình bày của biên tập viên Huy Hoàng.